Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương giới thiệu cho các bạn một món xôi vị của người Hàn Quốc gọi là giặt xịt. Có vùng thì họ gọi là giặt bập. Phương đã đợi khá lâu mới cho ra cái video này tại vì ở bên Đức chỗ mình ở hiện tại thì vừa mới vào mùa họ đang bán hạt dẻ. Chứ mùa hè thì không có bán đâu, cho nên một năm chỉ có chừng vài tháng là họ bán hạt dẻ thôi. Mùa lễ Trung Thu đã sắp đến, cũng giống như là ở Hàn Quốc gọi là lễ Chuseok. Món xôi này thường có mặt trên bàn cỗ, bàn tiệc của tất cả các gia đình ở Hàn Quốc. Kỳ trước Phương có giới thiệu công thức nấu bò kho, thì mình cũng có dùng hạt dẻ. Hoặc là hôm nay cái món xôi này, hoặc là mình cũng có thể để đông đá và xắt hạt lựu sẵn nha. Và mình cho vào gạo, mình nấu cơm ăn hàng ngày cũng được nữa. Sau cái lớp vỏ thì ở bên trong nó còn có một cái lớp mài cứng như vậy đó nè. Mình cũng phải gọt bỏ luôn, không thôi là ăn nó sạm cái miệng lắm. Vì mùa hạt dẻ chỉ có vài tháng thôi cho nên thường là người Hàn Quốc hoặc là ở bên đây bên Đức mình cũng vậy, mình mua nhiều về mình gọt vỏ và mình để đông đá, khi nào mình cần thì mình chỉ lấy vài cục ra mình nấu. Khi mà cái hạt dẻ nó chìm ở dưới là hạt tươi, còn cái hạt mình nó nổi lên có nghĩa là hạt bị khô nha, bị hư á, mình phải lựa bỏ ra. Người Hàn Quốc họ cắt như vậy họ ăn sống rồi đó. Hoặc Phương thì không ăn như vậy, mình không thích. Nhai ăn sống thì nó có cái vị giống như là mình ăn khoai lang vậy đó. Rồi bây giờ Phương sẽ nói về cái phần nếp. Mình sẽ dùng hạt nếp tròn. Mình cần 3 cái lon nhỏ như vậy là tổng cộng 450g. Nếp này Phương đã vo thật là sạch và ngâm trong 4 tiếng với một muỗng cà phê muối. Sau đó mình sẽ xả lại và mình không cần phải rửa lại nước nha. Mình để cho thật ráo. Đợi sững sôi thì mình sẽ đi hấp xôi. Cái phần hấp xôi thì Phương nghĩ cũng không có gì nhiều để giải thích. Phương lót một cái miếng giấy lưới, miếng vải lưới tại vì cái lỗ hấp nó hơi to. Mình phải rửa trước cho nó ướt thì không thôi nữa nếp lát nữa nó sẽ bị dính. Nếp này các bạn ngâm khoảng 4 tiếng là đủ, đừng có ngâm lâu hơn. Ngâm lâu hơn thì cái hạt nếp lát nó mình hấp nó sẽ bị nát. Tại vì mình sẽ có hai công đoạn hấp nếp lần. Mình sẽ hấp cái phần xôi trắng này là khoảng chừng 35 phút đến 40 phút tùy theo cái lò hấp của bạn to hay nhỏ, nhiệt nó tốt hay không. Rồi mình sang chuẩn bị các nguyên liệu tiếp theo cho vào xôi. Đây là cái phần hạt dẻ hồi nãy Phương nói nè, mình dùng có là 120g. Ở đây mình còn có táo tàu, ở đây là táo tàu của người Hàn, cái trái này rất là to. Mình cho các bạn xem, cái này là táo tàu của người Hoa nè, nó nhỏ xíu à so với táo tàu của người Hàn Quốc. Ăn rất là ngọt, nhiều khi mình chỉ lấy mình ngồi mình ăn không vậy đó. Còn đây là hạt thông, người Hàn Quốc cũng cho vào cái món xôi này, khoảng chừng 30g là đủ. Cái hạt thông này nó khá mắc, ở bên đây mình mua là 50g mà tới 3 đồng rưỡi lận. Nhiều người có bẻ cái chỗ mà cái nụ của cái hạt á, bỏ đi. Nhưng mà mình thấy cũng không cần thiết, mình cứ ăn luôn à. Còn bạn nào mà không có hạt thông thì cũng có thể sử dụng hạt hoa hướng dương. Mình cần tiếp nữa là 30g nho khô. Cái này thì các bạn ở Việt Nam chắc cũng dễ kiếm. Tiếp theo là mình cần có nữa là 35g, 30g, nói chung là mỗi loại là 30g nha. Ngoại trừ hạt dẻ là 120g. Ở Hàn Quốc đúng điệu là người ta dùng hồng sấy khô, sắc hạt lựu và cho vào đây. Nhưng mà chỗ mình ở thì không kiếm ra được cái trái hồng sấy. Cho nên Phương thấy là mình cho 30g xoài sấy. Nó cũng có cái độ ngọt ngọt dịu dịu, cũng ngon và mình cũng có mức chà là. Khoảng chừng vài trái, khoảng 30g. Nói chung là mình sống ở chỗ nào, có nguyên liệu nào mà thì mình thay thế. Các bạn đừng có cười mình là tại sao mình nấu mà biến tấu tùm lum nha. Cái này là tùy cái chỗ bạn ở thôi, nếu mà bạn kiếm được thì càng tốt. Còn nếu không có thì mình phải dùng những cái nguyên liệu mà chỗ mình đang ở có thôi ha. Rồi, táo tàu thì mình sẽ sắc ra những cái sợi ngắn ngắn, mỏng mỏng, dài dài. Hoặc là các bạn sắc hạt lựu như mình thì cũng được. Cái phần hạt của táo tàu Phương sẽ giữ lại tại vì mình muốn nấu cái nước quế gừng. Mình cũng cho cái phần hạt táo tàu này vào nấu, cái nước nó rất là thơm. 30g táo tàu thì ở đây Phương có khoảng chừng 6 đến 7 trái trái to. Mình dùng một trái không sắc hạt lựu mà mình sẽ lấy cái hạt và mình cuộn tròn lại. Và mình sẽ sắc và làm lát nữa mình trang trí cho món xôi cho nó đẹp mắt. Chỗ mình ở thì có mức chà là, Phương cũng cho vô một chút. Cái này là người Hàn Quốc không sử dụng nha. Nhưng mà mình nói nè, có những cái món mà nhiều khi mình sáng tạo ra mà nó lại ngon hơn là những là cái công thức truyền thống nữa đó. Người ăn người ta thấy ngon thôi chứ người ta không biết trong đó có cái gì.
Xoay xoáy Phương cũng xắt nhỏ ra, và trái hạt dẻ mình cũng xắt hạt lựu. Yêu cầu ấy là khi mà mình hấp xôi xong mình còn ăn được cái cục hạt dẻ nó bùi bùi ngon, chứ các bạn xắt nhỏ quá thì lát nó nát hết thì cũng không ngon. Vậy là bạn nào không kiếm được hạt dẻ, các bạn có thể thay thế bằng khoai lang. À, Phương thấy có người Hàn Quốc cho hạt ốc chó vô đây nữa, nhưng mà mình không thích cái vị đắng đắng nhẫn nhẫn của hạt ốc chó. Vậy là Phương đã chuẩn bị xong cái phần nguyên liệu cho vào xôi. Còn đây là cái bảng gia vị mình sẽ nêm vào. Các bạn có thể bấm nút ngừng để xem. Về phân lượng chi tiết thì Phương sẽ nói sau. Bây giờ hấp xôi của mình đã hấp được 35 phút thì mình thấy là cái hạt xôi rất là dẻo, nó không có bị nát. Các bạn biết không, cái cách hôm nay Phương giới thiệu với các bạn là cách người Hàn Quốc làm xôi theo cách truyền thống. Gần đây thì họ có cái nồi cơm áp suất để họ nấu gạo thành nấu nếp, nhưng mà cái cách đó thì cũng hơi khó, tại vì nhiều bạn không có cái nồi áp suất để nấu cơm, và nhiều nồi nhiều hiệu khác nhau nữa, cho nên cái lượng nước mà mình cho vào cũng rất là khác nhau. Nên Phương nghĩ là Phương sẽ chia sẻ cái cách truyền thống này để ai cũng có thể làm được. Bây giờ phần xôi này nó còn rất là nóng, mình sẽ đem ra và mình ướp thẳng tất cả các gia vị vào đây trong lúc xôi nó còn nóng. Mình ướp vào đây là 30g nước tương Hàn Quốc, 90g đường đen của người Hàn Quốc, các bạn có thể dùng đường nâu, 15g dầu mè, 2 muỗng canh đường siro gạo, các bạn dùng cái loại mà màu vàng vàng nâu nâu thì nó sẽ cho màu đẹp hơn, nhưng mà nhà mình hôm nay thì hết cái nước đường đó rồi. Mình phải trộn thật là đều cái gia vị, tức là từng cái hạt cơm nó phải thấm đều cái màu và thấm đều cái đường thì mới ngon. Đây là công thức chuẩn, Phương thấy là rất là ngon rồi, các bạn nên cân đo cho đúng thật là chi tiết từng gram. Nếu mà bạn nào mà ăn ngọt thì có thể dùng 100g đường, nhưng mà Phương thấy 90g đường là vừa. Còn nếu mà bạn nào mà ăn nhạt hơn nữa thì 80g, còn không thôi thì đừng có nhạt hơn nữa, tại vì xôi mà ăn nhạt thì thấy nó lạc quẻ lắm. 2/3 muỗng cà phê bột quế. Còn một nguyên liệu mà Phương cho vào đây nữa mà người Hàn không có sử dụng, đó là hắc xì dầu, cái sweet soy sauce. Phương sẽ dùng ở đây là khoảng chừng nửa muỗng cà phê. Bước tiếp theo thì mình sẽ cho tất cả các nguyên liệu mà mình đã chuẩn bị hồi nãy vào đây, ngoại trừ cái phần hạt. Cái hạt thông thì Phương không có muốn cho vào đây để hấp chung, tại vì nó sẽ lẫn cái màu đen đen, cho nên là mình muốn cái màu của nó có cái màu tự nhiên khi mà mình trang trí lên món xôi thì nó đẹp hơn. Phần xôi này mình sẽ sau khi trộn thật là đều thì mình cho vào xửng hấp. Các bạn làm thao tác sao cho mình nhanh, thật là nhanh, đừng có để xôi nó lại quá nguội. Và mình sẽ hấp tiếp ở đây là 30 phút nữa. Sau 30 đến 35 phút thì xôi cũng đã chín. Bây giờ thì mình mới cho cái phần hạt thông vào đây. Nếu các bạn sử dụng hạt walnut, tiếng Việt gọi là hạt óc chó, thì mình cũng cho vào cuối cùng nha. Các bạn thấy là cái hạt xôi nó rất là bóng bẩy, còn nguyên một hạt luôn, không có cái hạt nào mà bị nát hết. Rất là thơm cái mùi quế, mùi dầu mè. Cái vị của nó thì mặn mặn của nước tương, rồi ngọt ngọt, béo béo bùi bùi của hạt dẻ, ngon lắm. Bây giờ thì Phương sẽ hướng dẫn ba cái cách mình trình bày và bảo quản xôi như thế nào cho ngon và đẹp mắt. Cách thứ nhất là các bạn hoặc là người Hàn Quốc thường hay ém xôi vào một cái khuôn, sau đó thì mình phải ém thật là chặt và mình dùng con dao mình cắt cái miếng xôi này thành những cái thỏi vuông vuông. Cách này chỉ tiện trong những cái bữa ăn hàng ngày thôi, nhưng mà không có được đẹp mắt lắm. Mình thấy rõ cái vết cắt thì nhìn sẽ không được đẹp. Cách thứ hai là mình tạo hình dáng là có hình trụ, sau đó thì mình sẽ tém cho miếng xôi thật là chặt và mình sẽ sắc khoanh. Thì cái này mình cũng thấy cái mặt cắt, nhưng mà nó sẽ có hình dạng là hình tròn. Còn cái cách thứ ba là nhân dịp lễ chua sọc, mình muốn điệu đàn cho nó đẹp hơn chút xíu để mời khách, thì mình xếp những cái miếng táo tàu khô nãy mà mình đã xắt lát á, cho một miếng nho khô hoặc là miếng táo tàu màu đỏ đỏ, và sau đó mình sẽ ém xôi vào đây. Do mình sẵn có cái khuôn cho nên mình xài, chứ thật ra các bạn cũng không cần khuôn đâu. Mình cứ cho vào một cái miếng xôi và mình túm tròn lại là cũng được. Về bảo quản thì các bạn có thể trữ như vậy ở trong tủ đông đá. Khi nào mà mình muốn ăn thì mình cứ để sang ngăn mát tủ lạnh và hâm lò vi sóng. Mình có thể lấy một phần ra ăn sáng.
Người Hàn Quốc thì ăn món này giống như là một món tráng miệng, mỗi người khoảng chừng một phần nhỏ vậy thôi. Vì Phương quay sớm vì muốn giới thiệu cho các bạn trước ngày lễ Trung Thu, cho nên mình làm trước và để đông đá. Đến lễ Chúa Sọc thì Phương sẽ lấy ra và đã đông. Thường thì Phương nấu ăn nhất làm cái món này cũng cân đo và nêm nếm theo khẩu vị thôi. Nhưng mà làm video clip này thì Phương đã cân đo rất là kỹ bao nhiêu, phân lượng bao nhiêu, thì các bạn cứ làm theo thì chắc chắn các bạn sẽ thành công. Cái món này ăn rất là lạ lắm, cái mùi của nó có cái vị của táo tàu, rồi nho khô, rồi vị dầu mè, chút xíu thơm của bột quế và vị bùi bùi của hạt dẻ. Mình chúc các bạn thành công. Nếu mà có thắc mắc xin các bạn cứ để lại trong phần bình luận. Phương cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo.